Hello nha Nam. Nay đường quá trời bụi luôn, sáng mới vừa tưới nước á nè. Mới vừa tưới nước xong á. Giống như là chiếc xe lớn nó chạy ngang vậy là phép đứng đây là cái bụi á bay vô cái máy điện thoại là quay phim là hết cái đường luôn. Bụi kinh khủng. Bây giờ 15 anh em. Xe mới toanh. Nè bụi đóng nè. Lớp lớp luôn. Xe mới lắm nha anh em. Hai cái che còn đầy đủ đây. Hậu riêng theo xe. Xe này không có chế cháo gì hết á. Cũng 1,5 cây. Gửi ra xe mới lắm nha anh em. Không cần phải nói nhiều đâu. Tại vì xe này còn rất là mới. À, nó chạy chưa tăng sơn nữa nha anh em. Đây. Hả? Dân chơi nhìn phát biết liền nha anh em, chưa tăng sơn nữa. Nay lôi ra bán giảm 2 triệu luôn nè. Hôm gầy đăng 67 thì không có nhúc nhích gì, bữa nay bán 65. Bao sơ cho anh em xa luôn. AG15. Có đây bị gãy cái núm bên mấy bên tay thay thôi. Bị da này là do nó dựng chân trống anh em. Dựng chỗ nền đất nó lúng á. Rồi nó lật ngang nó nghỉ đây. Rồi ngoài ra không lỗi gì hết trơn, đẹp. Quá dơ rồi. Mới lắm nha nè. Tại bụi không có rửa, không rửa nổi anh em ơi. À anh em coi xem nè, bụi nè. Đấy. Cái đầu chung với cái nờ vít nè. Bụi vậy là sao lau chùi gì nổi. Ủa chế nhanh vậy ta. Mới lắm rồi nè, đẹp lắm rồi nè. Lắm á, không tát, còn 7 màu nha nè. Bụi dơ thôi, rửa gáy lau dầu đồ ra thì còn 7 màu nha anh em. Thấy không? Bé không có nói sai nha anh em. Nguyên zin. Chưa có chế cháo gì hết. Chưa có tăng xích, chưa tăng sơn gì hết. Đấy. Đây, cái giấy nó đây nè, thẻ đây. Thẻ đây. Đấy. Đăng ký tháng 11 2018. Mới đây anh em. Chưa chấp năm. À đi nổ máy anh em. Xe này thì máy móc thì không cần phải nổ rồi. Còn rất là mới vậy nè. Đây là không có bị gì luôn. Hôm nay cắt ga dắt vô đó. Ga vô nó bị cọ mấy cái xe kia đó. Dắt mấy cái xe kia vô rồi nó cọ đó nè. À, cho những em, cho những anh em mà thích mà xe mô tô giá lại ok đấy nè, 65 triệu anh em. Máy rất bực cho anh em. Look.
đóng luôn rồi. Sáu mươi lăm triệu nha Nam, bao hồ sơ cho anh em xa luôn. Xe đi khỏi bàn vậy, đổ mới nha Nam, còn rất là mới. Rồi anh em nào cảm thấy hợp lý lô phép với anh em, cảm thấy hợp lý là lô phép, hoặc là liên hệ với số điện thoại với phần mô tả, phép để phần mô tả nha anh em. Lô của ông Sang nó có gì nè, em nó cần chi tiết hình ảnh gì đó thì nó gửi cho anh em xem. Quá đẹp anh em. Rồi ok, xin chào anh em nha anh em.